Chào các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay anh Phi sẽ đóng một đơn hàng là anh Phi kết hồi tối ngày hôm qua với lại phụ huynh. Bé thì chat với anh Phi qua Zalo và sau đó bé cho anh Phi số điện thoại, và khi anh Phi gọi thì bố nói là thôi để bố nhận và bố sẽ lấy số điện thoại của bố. Rồi anh Phi sẽ lên đơn hàng với số điện thoại của bố, tên của bé và cả tên của bố. Anh Phi xem tên của bố trên Zalo cho nên anh Phi viết là không giấu nhé, Duy Khanh hoặc là Duy Khánh gì đó. Cái con của các bạn đang xem trước mắt đó chính là con thần hổ linh thú, và nó đang cạn dần rồi các bạn. Anh Phi vẫn không tìm được nguồn để nhập lại cho con này, và tất cả hiện nay chỉ còn lại một vài con thôi. Và cái nhóm hàng của nó chính là Yokundo, nhưng nó không phải là cái nhóm hàng Yokundo trên yêu đồ chơi trẻ em đâu. Trên yêu đồ chơi trẻ em thì nhóm hàng này đó chính là nhóm hàng Yoyo nha các bạn nhé. Anh Phi không có tách Yokundo, tại Yokundo hiện nay thì cũng còn ít mẫu thôi, không quá nhiều mẫu. Nhưng mà con này chính là con Yokundo. Yokundo là thu dây. Cái đơn hàng này á, anh Phi sẽ không có tháo ra để test, bởi vì anh Phi muốn nó nguyên như thế này. Tháo ra gửi về dưới đó thì các bạn sẽ có một cái suy nghĩ là anh Phi đang gửi hàng xài rồi, sử dụng rồi, hoặc hàng đổi lại cho các bạn chứ không phải là hàng chính quy nhá. Cho nên là anh Phi sẽ để nguyên như thế này để gửi đi. Thực tế thì cái đơn hàng này cũng không có gì để test, nhưng mà anh Phi vẫn muốn lên cái đơn hàng này bởi vì cái sự nhiệt tình của bé. Bé đã hỏi anh Phi cách đây một vài ngày, bé cũng đã xem qua cái Lazada rồi, bé chụp cho anh Phi cái màn hình của bên Lazada luôn. Nhưng mà bé nói là bé vẫn muốn đặt hàng với anh Phi hơn, cho nên là anh Phi lên đơn cho bé nhé. Anh Phi lên đơn cho bé thì sau khi lên đơn á, sau khi hỏi hết tất cả các thông tin thì anh Phi liên lạc được với phụ huynh, và anh Phi kết đơn hàng với phụ huynh xong thì anh Phi có báo là hàng sẽ về trong một vài ngày. Anh Phi sẽ không báo chính xác bao nhiêu ngày đâu, tại vì anh Phi không nắm được phần nào trong tay. Và các bạn khi mà hỏi anh Phi cái vấn đề này thì các bạn cũng nên nhớ, nếu đã xem qua cái clip này rồi thì cũng đừng hỏi, tại vì anh Phi không có chính xác được. Anh Phi chỉ có thể hẹn các bạn từ 2 cho tới 5 ngày mà thôi. Nếu hàng về sớm được thì tốt, mà hàng về không sớm thì cũng chẳng sao, bởi vì nó sẽ về đúng cái ngày của nó nhé. Về đúng cái ngày cam kết của cái nhà gọi là cái nhà vận chuyển nha, cái hãng vận chuyển. Họ cũng có những cái công việc, họ cũng có những cái quy trình của họ, chứ không phải đơn nào họ cũng đi nhanh được đâu các bạn. Nếu các bạn muốn đi nhanh thì nó cũng dễ thôi, anh Phi thuê cho các bạn một chiếc taxi, nó chở cái cục hàng này về dưới chợ, giao tận tay cho các bạn luôn, rồi sau đó các bạn trả tiền mệt xỉn nha. Các bạn sẽ trả tiền mệt xỉn luôn. Các hãng giao nhận, tại sao cái phí đi của họ nó giá nó thấp được như vậy? Bởi vì họ gom nhiều hàng đi vô cho cùng một khu vực, rồi sau đó họ mới phân cái hàng đó ra cho các cái người nhận hàng, cho nên cái phí nó mới có cái câu chuyện mà 20-30 ngàn cho một cái địa chỉ nha các bạn. Còn nếu mà đi giao cho từng địa chỉ riêng á, gọi là giao mà chỉ định á, giao quả tốc giống như thành phố Hồ Chí Minh đang có á, thì cái phí nó không có rẻ như các bạn nghĩ đâu nha. Và cái địa chỉ này khi mà giao về thì nó cũng hay các bạn. Cái địa danh này nó liên quan tới một cái bài hát cải lương cũng khá là hay, đó là bài Chợ Mới ha. Đó, cái bài Chợ Mới. Bài hát đó thì anh Huy cũng rất là thích. Cái câu đầu nó dạo là cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi. Người dân Chợ Mới chắc thuộc bài này nha. Người dân Chợ Mới thì chắc họ thuộc, họ biết bài này. Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà người ta bảo rằng Chợ Mới ha. Đó, cái đó là như vậy đó. Cái tên của nó là tên Chợ Mới nha các bạn, nhưng mà nó đã có lâu rồi chứ không phải Chợ Mới là cái chợ mới làm đâu nha. Cái chợ mới đó, cái tên người ta đặt cho cái thời điểm làm cái chợ đó thì đúng là nó mới thiệt nha. Rồi xong thì đơn hàng này sẽ về với Chợ Mới nha các bạn nhé. Và Chợ Mới là một địa danh mà anh Phi cũng rất là thích. Anh Phi cũng muốn một lần đi về dưới Chợ Mới để xem thật sự cái chợ nó như thế nào, mà nó được xuất hiện trong một cái bài hát khá là nổi tiếng và khá là dễ thương đối với những cái người mà thích nghe cải lương. Nghe cải lương nha. Còn các bạn tuổi trẻ bây giờ không nghe cải lương thì chịu thua, không biết bài này đâu ha. Chỉ có những cái lớp mà 8X, 7X đó, còn lớp 9X mà còn đã khó ít nghe rồi, nó đừng có hồ về tới cái thế hệ Gen X, cái thế hệ 2K với các bạn nha. Rồi bây giờ thì xong rồi đây, và bây giờ anh Phi sẽ dán cái tem vận chuyển lên, rồi nhà vận chuyển họ sẽ ghé họ lấy, họ đem về
Rồi sau đó thì sẽ lên kế hoạch giao cho em. Cũng cảm ơn em rất là nhiều bởi vì em liên lạc trực tiếp qua Bo ha. Các bạn có liên lạc qua thì cũng giống như bạn này nè, được sự đồng ý của ba, của mẹ. Ba mẹ ngồi sau lưng ngồi nói chuyện anh Phi nghe nha, anh Phi nghe đó chứ không phải anh Phi không nghe đâu. Cho nên nó là thực sự ra anh Phi đã biết bạn đã được ba cho mua từ đầu rồi, tại vì bạn có quay qua bạn nói chuyện với ba mà anh Phi nghe nha. Các cái micro thu âm của điện thoại hiện nay cũng khá là tốt á, giống như có một số bạn gọi điện cho anh Phi không nói gì mà nói chuyện với nhau là anh Phi cũng nghe ha. Nhiều khi nói rù rì nhau rồi đó, mà nội dung nói là anh Phi biết liền là các bạn đang muốn đặt hàng nhưng mà ba mẹ chưa cho phép, cho nên nó là hùng hạp với nhau, mỗi bạn miếng để đặt. Nhưng cuối cùng là gặp chú Phi làm quá cái sợ bỏ chạy. Các bạn đừng làm chuyện đó nha các bạn, làm không hay lắm đâu. Rồi xin phép ba mẹ là hơn hết nha. Rồi tới đây thì xong rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phía sau còn một vài đơn hàng nữa cho nên là anh Phi phải kết nhanh để anh Phi làm các đơn hàng phía sau nhé. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nha.